Dự âm U23 Việt Nam 03 U23 Iraq màn lột xác chưa thành công. Sau khi đánh bại câu lạc bộ Phú Thọ ở trận giao hữu kín, U23 Việt Nam đến Qatar dự U23 Doha Cup 2023 với mục đích chính là cọ sát tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tổ chức trên đất Campuchia. Tuy nhiên, ngay ở trận gia quân, U23 Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu, sai lầm và bị đối thủ khai thác triệt đề. Chia sẻ với truyền thông sau trận thua 0-3 U23 Iraq, huấn luyện viên Philip Chusel đã hơn một lần nhắc tới 20 phút đầu tiên của trận đấu. Nhà cầm quân người Pháp khẳng định U23 Việt Nam đã chơi tốt, triển khai được thế trận mong muốn trước khi bị mất người. Trên thực tế, huấn luyện viên Philip Chusel có cơ sở để nói như vậy khi đại diện của Đông Nam Á chủ động kiểm soát bóng và chơi tấn công trước U23 Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói rằng đó là quãng thời gian U23 Iraq chơi thăm dò, chủ động lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, truyền nhiều hơn nhưng lại tỏ ra bế tắc ở một phần ba sân của đối phương. Những đường truyền cuối cùng của U23 Việt Nam thiếu đột biến, không có tính sát thương. Việc kiểm soát bóng mà không tìm được lối thoát cho mặt trận tấn công, khiến các cầu thủ của chúng ta chủ yếu truyền qua truyền lại để rồi mắc sai lầm dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Tiến Long. Sau thời gian dài U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công dưới triều đại huấn luyện viên Park, huấn luyện viên Chuse đến và thổi luồng gió mới vào U23 Việt Nam. Tuy nhiên do các cầu thủ chưa đạt điểm rơi phong độ cộng với cách tiếp cận trận đấu và lối chơi cửa trên của U23 Việt Nam khiến chúng ta có màn lột xác chưa thành công và bị đối thủ trừng phạt chiếc thẻ đỏ của Tiến Long là bước ngoặt của trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq. Sau khi chơi thiếu người, đại diện của Đông Nam Á phải căng sức để đá. U23 Việt Nam không duy trì được sức ép mà bị đối thủ ép sân ngược trở lại. Trước sức ép liên tục từ các mũi tấn công nhanh, kỹ thuật của U23 Iraq, hàng thủ của U23 Việt Nam liên tục mắc sai lầm. Nếu như U23 Iraq tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ đội bóng của huấn luyện viên Chusir đã thua nhiều hơn 3 bàn. Những sai lầm cá nhân ở trận đấu này xuất hiện do hệ thống và cách chơi của U23 Việt Nam gặp vấn đề khi vận hành. Mặc dù có thời gian tập trung dài hơn, những đối thủ còn lại ở U23 Doha Cup 2023, nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa đạt được điểm rơi phong độ và tìm được sợi dây kết nối. Đây là điều mà huấn luyện viên Philip Chusir cần phải cải thiện ở trận đấu kế tiếp. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U23 Iraq có thể ghi 4 hoặc thậm chí năm bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam ở trận gia quân tại U23 Doha Cup 2023. Mặc dù vậy, với chiến thắng ba sao U23 Iraq vẫn cho thấy rõ sức mạnh của đội bóng này ở khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia Iraq chưa thể vươn tầm thế lực lọt vào top cường quốc, nhưng bóng đá trẻ của nước này lại luôn ghi được dấu ấn. Mới đây nhất U20 Iraq cũng lọt vào tới trận chung kết của U20 châu Á 2023.